Xin chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin để giáo dục cắm đầu Liệu Nguyễn Kim Sơn có ngóc đầu được không? Giáo dục là nền tảng phát triển bền vững cho một quốc gia. Xã hội có đạo đức hay không là phần lớn nhờ vào giáo dục. Quốc gia có người quản trị giỏi hay không cũng là nhờ vào giáo dục. Các ngành nghề có chuyên gia giỏi hay không cũng đều nhờ giáo dục cả. Tuy nhiên sau 78 năm Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền cho đến nay, ngành giáo dục cứ thế loài hoành mãi không thoát khỏi chữ nát. Nát từ năm này đến năm khác, nát từ đời bộ trưởng này đến đời bộ trưởng khác. Tiên hình ảnh ông Phùng Xuân Nhạ, người đã bị kỷ luật do yếu kém khi điều hành Bộ Giáo dục. Từ khi mới cướp được chính quyền, ông Hồ Chí Minh đã viết lá thư gửi cho học sinh cả nước. Ông có đề cập đến tham vọng học để sát vai với các cường quốc nam châu nhưng rồi trải qua tám thập kỷ đã cho thấy chính sách giáo dục của cộng sản vừa thành công vừa thất bại tại sao nói là thành công thành công là do cho đảng nền giáo dục nhồi sọ đã tạo ra nhiều thế hệ mê muội không hiểu giá trị của tự do vậy thất bại ở khía cạnh nào đây đó là thất bại cho đất nước bởi xã hội việt nam đang xuống cấp đạo đức nghiêm trọng nhân lực quản lý vừa yếu vừa thiếu và nhân lực cho ngành khoa học cũng thế. Ngày nay nhờ Internet người ta đã có dịp so sánh nền giáo dục Việt Nam với các nền giáo dục khác và nhận ra sự khác nhau một trời một vực. Ngày nay chính quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng hiểu hơn ai hết về những gì mà nền giáo dục xã hội chủ nghĩa mang lại. Ông Nguyễn Tân Dũng đã cho hết cả ba đứa con đi Âu Mỹ du học. Ông Nguyễn Xuân Phúc cũng giấu xã hội đưa con đi du học tại Mỹ. Ông Vương Đình Huệ cũng lén đưa con gái sang Mỹ du học. Và mới đây, cộng đồng mạng đã phát hiện ra ông Tô Lâm đưa Tô Hà Linh là con gái đi du học tại Anh Quốc từ lúc nào. Đấy là thất bại về nền giáo dục. Chưa bao giờ giáo viên bị xem thường như thời nay và cũng chưa bao giờ giáo viên mà thiếu kiến thức khai phóng như thời nay. Thời nay, thầy thì ít, mà thợ dạy thì nhiều. Lương giáo viên không tương xứng với công sức của họ bỏ ra, làm cho giáo viên phải dùng chiêu ép học sinh, học thêm rồi mua bán điểm, mua bán bằng tràn đàn. Đây hình ảnh giáo dục đã rách, nay lại thêm nát. Từ giáo dục mầm non đến giáo dục đại học đều nát. Học sinh sau khi học hết bậc phổ thông, ít ai chọn vào sư hạ sư phạm. Ngành trong người chưa bao giờ có nhân lực vừa thiếu vừa yếu như bây giờ người giáo viên bị đưa đi tiếp những ông quan tham ăn bụng to nhậu nhẹn nhẹt miệng đẩy hơi men nhìn giáo dục việt nam bát ngát như thế không biết có phải sắp xếp loại quy củ như thế nào đây đời bộ trưởng nào lên rồi cũng thế phần vì bất tài phần vì ngành giáo dục không thể sửa nên đời bộ trưởng sau còn tệ hơn cả bộ trưởng trước ngành giáo dục cứ thế cắm đầu tuột dốc vào ngày 28 tháng 1, tờ báo Việt Nam Net của nhà nước có đưa bằng bài viết Hạ chuẩn trình độ đào tạo với giáo viên để giải bài toán thiếu nhân lực. Bài viết cho biết, để giải bài toán thiếu nhân lực giáo viên, nhất là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, có ý kiến đề xuất khi tuyển dụng nên hạ tiêu chuẩn về trình độ đào tạo đối với ứng viên. Cách đây 30 năm, trong xã hội đã chuyển nhau câu chung ngôn chua chát. Chuột chạy cùng xào mới vào sư phạm thời đó chưa có các đại học ngoài công lập phổ biến như bây giờ nên thi vào đại học rất khó nhất y nhì dược tạm được bách khoa qua loa sư phạm thời đấy có nhiều câu chuyển khẩu nhưng câu nào liên quan đến những ngành ưu tiên lựa chọn của học sinh đều luôn liệt vào sư phạm và loại hạng bét đây là hình ảnh ông nguyễn kim sơn bộ trưởng bộ giáo dục của việt nam hiện nay cho đến bây giờ đã trải qua ba thập kỷ mà chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn đang loay hoay không biết giải quyết bài toán giáo dục như thế nào. Thời ông Phùng Xuân Nhạ làm bộ trưởng ngành giáo dục rách bươm và ông Phùng Xuân Nhạ đã bị kỷ luật vì những yếu kém của ông. Giờ đến ông Nguyễn Kim Sơn cũng như thế, ngành giáo dục vẫn đang cắm đầu đi xuống. Còn 3 năm nữa thì hết nhiệm kỳ, nhưng xem ra ông Nguyễn Kim Sơn không thể làm được gì để ngành giáo dục khá hơn. Giáo dục cắm đầu thì ông Nguyễn Kim Sơn cũng khó ngóc đầu lên, cũng không khác gì ông Phùng Xuân Nhạ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm với bản tin để giáo dục cắm đầu liệu ông Nguyễn Kim Sơn có ngóc đầu lên hay không. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube, Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung khoa thời báo chấm đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tịch Điền năm dần trụ quảng tạch, Tịch Điền năm mão tam trụ lờ. Vào ngày mùng 7 Tết nhâm dần, lễ hội Tịch Điền Đội Sơn diễn ra tại xã Đội Sơn, huyện Di Tiên, tỉnh Hà Nam, nhộn nhịp và long trọng. Bởi khi ấy có sự tham gia của ông chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc Tại buổi lễ đấy, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các cấp chính quyền địa phương và các đại biểu tham dự đã thực hiện nghi lễ dân hương tiên tổ, khai sáng ra lễ hội tịch điển. Hình ảnh lễ hội tịch điển năm ấy rất ấn tượng, nhưng buổi lễ hoành tráng không ấn tượng bằng hình ảnh con trâu. Con trâu bóng Chủ tịch nước cày tịch điển là một con trâu giả hổ. Người ta xịt sơn vàng lên thân con trâu màu đen, tạo ra những vết vằn kiểu con hổ tuy nhiên đó vẫn chỉ là con trâu một động vật ăn cỏ chứ không phải là con hổ thuộc động vật ăn thịt nói chung xã hội có nhiều đánh giá có người thì chế giễu có người thì phê phán thậm chí có người còn cho đó là trò hề thô thiển nó biến ông chủ tịch nước thành một anh hề cho toàn dân cùng đàm tiếu đây là hình ảnh đầu năm tịch điền cuối năm tạch chức thế rồi cuối năm dần sự nghiệp chính trị của ông chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã bị tạch ngay trước khi sang năm mão câu chuyện về những buổi họp của ông trung ương đảng và quốc hội những ngày giáp tết để cách chức ông chủ tịch nước nguyễn xuân phúc là một chủ đề rất nóng và đến khi hết năm dần nó vẫn còn đang nóng hổi nhiều người đang chờ đợi xem rồi đây phe thắng cuộc sẽ làm gì với những sai phạm của vợ con ông chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đến hẹn lại lên mùng 7 Tết Quý Mão, xã Đội Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam lại tổ chức lễ hội tịch điền. Những điều lạ là không một nhân vật nào trong tứ trụ dám đến tham dự, cũng không thấy tên tuổi quan chức cấp tỉnh, chỉ thấy các bô lão trong làng tái hiện lại hình ảnh vua Lê Đại Hành thực hiện lễ tịch điền năm xưa. Khi người cộng sản nổi lên chiếm quyền cai trị đất nước, họ bài trừ tôn giáo, họ trà đạp lên tâm linh, họ trục mũ toàn bộ những tôn giáo tín ngưỡng thành mê tín và cấm các tôn giáo hoạt động. Họ đập chùa, phá miếu, phá nhà thờ và thời bao cấp họ dương khẩu hiệu nếp sống mới văn minh bằng hình thức tàn phá văn hóa. Nhưng đến nay không ai mê tín bằng các quan chức của Đảng Cộng sản. Mỗi lần họ gây tội trước đồng bào, họ lại cầu Phật che chở. Có những quan chức sang tận Ấn Độ, sang tận Nepal để cầu Phật, nhưng vẫn không thoát được tai ương. Đây là hình ảnh tịch điền năm mão tam trụ chạy mất dép. Thay vì đi theo con đường tâm linh chính đạo, họ đi theo con đường mê tín của tà đạo. Họ chính trị hóa Phật giáo và thành một loại tôn giáo đầu màu mang màu sắc mê tín. Họ tin một cách mù quáng và không bao giờ nghĩ đến luật nhân quả của chính đạo. Đây là những gì đang diễn ra trong lòng chế độ này. Quan chức cộng sản mê tín rất nặng nề. Không biết các quan chức trốn tránh lễ hội tịch điền năm con mèo có phải là sợ cái rớp đầu năm tịch điền cuối năm tạch chức hay không như ông Nguyễn Xuân Phúc đã từng bị. Tuy nhiên, những loại rớp tương tự như thế thường hay bị các ông quan trong chính quyền cộng sản để ý và tìm mọi cách để tránh né. Rớp bị tạch sau khi ra khỏi bộ công an của Trần Đại Quang cũng đang làm trong Tô Lâm phải sợ một người giấu tên cho biết như vậy. Đây là hình ảnh ông Trần Bắc Hà cầu Phật tại Ấn Độ cùng ông Nguyễn Tân Dũng khi đó. Ông Nguyễn Phú Trọng đã chiếm quyền Chủ tịch nước, đọc diễn văn chúc Tết đêm giao thừa, thì vì sao ông Nguyễn Phú Trọng lại né ngày lễ tịch điền đến như vậy? Có thể ông Trọng không quan tâm tới ngày lễ này, cũng có thể sức khỏe của ông yếu và cũng không loại trừ khả năng ông sợ dớp thực ra kết quả mà ông nguyễn xuân phúc đã nhận lấy thì không phải do hên xui nào cả đó là luật nhân quả luật mà triết lý nhà phật đã nói rất kỹ nếu ai theo đường chính đạo cũng biết tuy nhiên vì các quan chức theo đường tả đạo nên mới không biết mà phạm phải đất nước này tàn nát tuy nhiên ở thượng tầng vẫn không nghĩ tới vẫn say máu quyền và tiền và đấu nhau trí tử vì hai thứ đó Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thế Trung Khoa Thời báo chấm với bản tin Tịch Điền năm dần trụ quảng tạch Tịch Điền năm mão tam trụ l Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm